Dạ, Phúc xin chào quý bà con cô bác, quý cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay là ngày 28 tháng 2 2024 thì Phúc cũng có đại diện cho gia đình, cũng có mời bà con cô bác ở xã Tân Thịnh Bình, huyện Cái Bắc, tỉnh Bến Tre mời bà con đến đây để nhận quà. Thì hôm nay thì Phú lại có nhân viên để gửi quà. Tháng này là tháng giêng, cảm ơn giêng của anh chị. Dạ, tháng giêng thì Phú cũng có nhân viên gặp được cô Kim Thủy ở Sài Gòn, thì cô cũng có gửi về cho Phú là 50 phần quà. Mỗi phần quà gồm có là 10 kg gạo, 12 gói mì, tôm, lại một chai nước tương. Thì cô cũng mới gửi về cho Phú thì cách nay cũng khoảng 4-5 ngày. Thì cô cũng mua ở trong như là ở trong Mỹ Long, quầy Dòng Trơm của anh chị, mua từ ở đại lý ở dưới, xong rồi cô mới chuyển cho Phú là 50 phần. Thì sáng giờ thì Phú đã sắp xếp và phân phối ra những cái phần quà trơn rồi. Thì cô chuyển lên đây tổng cộng là 10 bao gạo, là mỗi bao gạo lớn là gồm có 5 phần mỗi phần. Với lại là 2 thùng mì tôm. Đó, thùng mì tôm là 3 miền, một thùng là 30 gói. Đó, thì Phú chia ra là mỗi phần là 12 gói với là một chai nước tương, hay là chai nước tương Nam Dương thì phải à. Dạ. Đó, thì hôm nay thì Phú mời bà con nghèo khó khăn bệnh tật ở xã đến đây để nhận quà. Thì trước khi nhận quà thì Phú cũng xin chân thành cảm ơn cô Kim Thủy đã có tấm lòng vàng gửi về cho bà con cô bác nghèo ở xã Thanh Bình 50 phần quà. Con cũng đại diện cho bà con cô bác ở đây thì kính chúc bà cô và gia đình luôn về sức khỏe, là một pháp lời luôn được mắn. Thì hôm nay thì tới đây tham dự cái buổi phát quà hôm nay thì cũng có anh Vinh, phó chủ tịch xã, cũng sẽ đại diện cho bà con, cũng nói ít lời với bà con cô bác như là mặt vui nha cô bác chị. Dạ. Rồi đây nè cô bác chị, đây tổng cộng là 50 phần quà nè, và Phú đếm quà nha. Đây quà thì gồm có là một chai nước tương, đây một chai nước tương Nam Dương nè, hàng Việt, dạ, với lại 12 gói mì, mì ba miền, mì tôm chua cay. Đó, tổng cộng là 50 phần. Đó thì Phú cũng đã phân chia hết rồi nè các anh chị. Đó giờ Phú điểm quà nha, tổng cộng nè. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, tổng cộng 50 phần quà thì 5 x 10 là 50. Đó, thì Phú đã sắp xếp hết trơn rồi. Đó, thì giờ thì cũng cũng xin mời anh Vinh, phó chủ tịch xã đại diện cho bà con lên cũng nói về lời. Dạ. Dạ. Mời anh Vinh. Dạ dạ. Dạ dạ. Thì anh qua đây luôn ha. Dạ 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 dạ. Rồi thì kính thưa bà con, thì hôm nay được sự hỗ trợ của Quý Mạnh Thường Quân với ngay chỗ kết hợp với ngay chỗ anh Phú để hỗ trợ một những cái phần quà cho bà con của mình. Thì trong thời gian qua thì cũng gặp nhiều cái khó khăn trong cái cuộc sống, thì được sự hỗ trợ của Quý Mạnh Thường Quân với ngay chỗ anh Phú thì hôm nay để phát quà cho bà con. Thì cũng mong trong thời gian tới bà con cũng cố gắng làm để tiếp tục cái cuộc sống của mình. Thì bên cạnh đó thì cũng phải là tiết kiệm, rồi cùng với ngay chỗ địa phương là tiếp tục hỗ trợ cho những cái hộ khó khăn khác. Thì cuối cùng thì cũng xin kính chúc ngay chỗ Mạnh Thường Quân, ngay chỗ anh, gia đình anh Phú, rồi cùng cô chú cậu thì được nhiều được mạnh khỏe, hạnh phúc và cái thành công trong cuộc sống. Xin dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Cho chào bà con. Rồi, giờ con mời bà con lên nhận quà nha. Bà con cứ từ từ thôi. Bà con lên từ từ để con gia đình sẽ gửi quà cho bà con mình nha. Dạ dạ. Rồi, chú đầu tiên ha. Chú đây là bán vé số nè ha. Dạ rồi, con gửi cho chú một phần quà. Đây. Phần quà gồm có 10 kg gạo với lại một mì tôm với lại nước tương nha chú. Rồi, con gửi chú ha. Rồi. Chúc chú mua may bán đắt nha. Dạ dạ, chúc chú toàn nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Rồi con mời bà con mình lên. Rồi rồi, vậy ưu tiên cho chú Nhiệm đi, ưu tiên cho chú Nhiệm với lại bác Ba đi. Rồi đây đây. Người khuyết tật trước. Dạ dạ. Ưu tiên cho người khuyết tật trước đi. Dạ. Có về được không? Rồi, lên luôn chú Nhiệm ơi. Ồ trời ơi. Lết bánh luôn ha. Rồi. Rồi cho con mượn lại cái phiếu nha chú Nhiệm. Rồi chú tình nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi, dạ dạ dạ. Dạ rồi, không có gì đâu chú. Dạ. Rồi lên luôn bác Ba ơi. Ba lên. Bác Ba lên luôn bác Ba. Dạ. Lên luôn, dạ. Ưu tiên cho người khuyết tật trước đi. Dạ. Đó, bác Ba đi bán vé số. Rồi.
trước ăn sao? Để trước đi ha. Mô tô. Dạ. Mô tô à? Mô tô, mô tô. À, bác ba đây có một chân đi bán số. Dạ rồi, không có gì bác ba. Dạ. Rồi, chúc bác ba thật nhiều sức khỏe nha bác ba. Rồi, cô Tám vô luôn. Rồi, bà con mình cứ từ từ lên nha. Cô với chú Minh. À, cô với chú Minh hai phiếu ha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, hai phiếu, dạ. Cô kiêng hết không? Có xe gàng, gàng, gàng. Rồi, rồi, để cho hai phiếu này, cô này trước đi. Rồi, đây nè cô. Rồi, 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 hai phần của cô đó. Rồi, rồi, dạ rồi, không có gì đâu cô. Rồi. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, rồi. Ở đây như là bác Sáu hả ta? Bác Sáu, cái chân bác Sáu bị gì? Bị khớp. Bị khớp. Dạ, trời ơi. Dạ rồi bác. Thứ bảy. Dạ. Dạ, chúc bác thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Rồi, cô Tám. Rồi. Dạ, dạ. Cô lãnh cho bà cụ giùm luôn ha, là hai phần. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi, cô Năm cho. Rồi. Rồi anh ôm giùm giùm ra ngoài kia giùm anh. Rồi, đây. Cô cũng hai phiếu luôn hả? Đẻ, cô đi xanh. À, cô lãnh giùm cho người đẻ hả? Dạ rồi, hai phần lãnh cho người đẻ. Kiên nổi không? Dạ, rồi. Dạ dạ rồi, không có gì đâu cô. Cảm ơn Mạnh Thần Quân đi cô. Dạ. À, không sao, không sao. Không sao, không sao. Rồi cô Tám vô nhận đi. Đây rồi, gửi cô Tám giùm rồi. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi, cô nhận qua đi. À, cô có rồi ha. Rồi, cô thím Tư. Rồi thím Tư lên nhận đi. Thím Tư lên nhận đi. Dạ. Ông nói gì luôn không? Dạ dạ rồi rồi rồi. Dạ 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 rồi. Dạ dạ dạ. Rồi bác nhận luôn ha. Rồi rồi, bác nhận luôn. Rồi rồi rồi. Cô. À rồi rồi. Ổng bẻ dừa. Rồi 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 rồi. Vậy là cô nhận giùm là dừa hai luôn phải không? Rồi rồi rồi. Rồi giờ gửi cho dừa năm hai phần đi cho. Rồi cô Năm mới lại nha, cô Năm mới lại chút xíu nữa còn có. Rồi rồi. Lãnh giùm mà Dương 2 á, Dương 2 bị tai biến phải không? Rồi rồi rồi. Rồi rồi, Dương 2 bị tai biến. Rồi rồi. Ông mướn nữa, ai lấy tiền ông mướn. Trời ơi. Dạ. Rồi vô bà giọng ha. Rồi rồi rồi. Rồi bác 2. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Bảy bảy lại đem bảy. Rồi bác 7. Đi đâu mà mình mướn người ta sao đi. Bác 7 đây là có chiếc xuồng cái đi chú cùng lá hả bác 7? Chú cùng lá. Ngày vậy là kiếm được nhiêu tiền? Nhà đây mười mấy ngàn. Trời đất ơi. Ngày có mười mấy ngàn rồi hả? Thì kiếm 3 ký thì 15 ngàn. 3 ký 15 ngàn. Rồi rồi, gửi cho bác giùm em đi. Rồi rồi, đây đây. Rồi rồi, đây cái phiếu ha. Rồi rồi rồi, để sao đi. Dạ rồi rồi. Một phiếu hai phiếu? Một phiếu ha. Rồi 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 rồi. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Về trước chị Năm ơi. Rồi rồi. Mất cái giấy hả? Rồi, cô vô nhận quà đi. Dạ dạ rồi rồi. Cha gửi quà giùm con cha. Cô ở chỗ nào lận? Cô ở chỗ nhà hai xích đó. Ở ấp 10. Ấp 10 lần hả? Hình như cô đi bán vé số hay gì? Nay không bán, nay nữa. À, cô đi bán vé số. Cô Kim Năm, cô bà Năm. Ờ dạ. Dạ dạ rồi rồi, con không biết. Vậy là bà Út đi bán vé số. Dạ. À. Cho 500 ngàn đó, ai cũng đi đâu có nổi. Là lãnh cho ai nè? À, thứ nhất là thằng này lãnh cho bà nội nè, thằng kia lãnh cho ông 7 đó. Ông 7, rồi rồi. Dạ. Rồi, vô cái quà luôn cha. Lãnh cho chú Chảy phải không? Chú Chảy bị gì đó, bị thần kinh hả? Té xe. Bị thần kinh rồi. Còn này là lãnh giùm phải không? Cho ông 7 mà bổ phiếu vô cho 500 ngàn tiền đó. Rồi 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 rồi. Đây cho anh mượn lại cái phiếu. Lãnh giùm cô 2 người lớn tuổi phải không? Rồi chị Thủy. Lâu quá không gặp chị Thủy. Rồi chị Thủy lãnh giùm cho cô 2.
Cô hai đi không nổi phải không? Rồi rồi, rồi cho bộ lại cái phiếu nha. Rồi, ok. Để cho gửi ra đi chiều với nghe lấy đi làm. Ờ đi làm phải không? Rồi rồi chị gửi em kia đi. Rồi rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi chú Út nhận giùm cho ông Tư phải không? Rồi rồi. Chú Út nhận cho ông Tư. Rồi rồi, gửi cho ông Tư đi. Rồi dạ. Rồi rồi, không có gì chú. Đi đi làm quên em giấy hả? Đang làm đây nè. Rồi rồi. Cô Sáu lãnh giùm cho bà cụ hả? Cho bà cụ. Rồi rồi rồi. Cô Sáu đi mần thạch dừa lãnh giùm cho bà mẹ chồng lớn tuổi dạ. Dạ dạ. Đang làm phải thạch dừa phải nghỉ. Vậy giờ chị Thủy gửi đây phải không? Qua của cô hai chị Thủy gửi đây ha. Rồi rồi. Chị vừa đi ngang lấy. Rồi 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 rồi. Rồi anh Út luôn ha. Rồi rồi. Nay có làm không anh Út? Không. Dạ. Rồi bác ba. Bác ba cho con mượn lại cái phiếu nha bác ba. Ừ. Rồi. Dạ. Đâu rồi? Rồi rồi anh Út. Rồi cảm ơn chú Tư. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Bác ba. Hả? Rồi. Anh Út có nhận giùm anh Út. Đưa chị Giang ra. Ừ. Hôm qua con đưa cho anh Hiếu rồi. Rồi chú Năm ha. Dạ dạ. Rồi không sao không sao. Rồi rồi không sao là con nhớ rồi. Rồi cha gửi cho cô Sáu giùm con luôn. Rồi cô Sáu vô nhận con đó cô Sáu. Hả? Rồi rồi. Nghe nói cô Sáu hôm qua đi An Giang trị bệnh hả? Lấy giấy thuốc Nam á chú. Dạ. Cô cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi rồi rồi. Cô Sáu đi bán giấy số. Bán ngày được bao nhiêu tờ cô Sáu? Có trăm mấy à, có trăm rưỡi à chú ơi. Dạ dạ. Dạ rồi rồi. Cô vô nhận quà đi cô. Cô ở đâu lận? À dạ rồi rồi. Rồi cho cô mượn lại cái phiếu. Rồi. Cái này là chắc cha đưa hả? Cha gửi hả? Ông không nghe, nói xa quá anh nghe. Ông không nghe. Rồi cô nhận quà đi cô. Hình như là con 10 phải không? Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi, rồi con nhận đi con. Lúc này đi học tới đâu rồi? Là con học sách ra nghề rồi. Học xong 12 rồi phải không? Dạ xong rồi, con đang đi học nghề. À rồi 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 rồi. Rồi cô, rồi con biết rồi. Cho bà Út phải không? Rồi. Bà vừa mới về. Dạ dạ, cô đi bầu dừa mới về rồi rảnh cho bà Út. Dạ. Rồi cho con mượn lại cái phiếu nha cô. Rồi 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 rồi. Dạ dạ. Mở Tư. Rồi Mở Tư cho con mượn lại cái phiếu Mở Tư. Cái phiếu có đem theo không? Có rồi cho con mượn lại. Rồi. Rồi gửi cho Mở Tư đi cha. Rồi cho con mượn lại cái phiếu nha cô. Nha. Cô đây là ở đâu ta? Ở tên là. Ông bữa nói mà quên rồi. À ai rồi rồi rồi. Rồi 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 cô. Rồi mời anh thợ hồ, hai anh thợ hồ. Rồi vô nhận quà luôn. Rồi cho mượn lại cái phiếu. Rồi hai anh thợ hồ. Rồi vô nhận đi vậy. Có con không? Hai anh thợ hồ. Một anh thợ, một anh phụ hồ. Rồi. Rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi rồi không có gì. Rồi mẹ nhận luôn ha. Rồi rồi rồi, rồi, rồi mẹ nhận đi. Dương Sáu nhận luôn không? Rồi rồi Dương Sáu nhận luôn rồi Dương Sáu ơi. Đây Dương Sáu giờ là bị bệnh này đó. Rồi Dương Sáu cho mượn lại phiếu luôn nha. Rồi vậy còn hai phiếu là một phiếu của cô Dung. Rồi còn hai phần thì một phần là của cô Dung, còn một phần là chi dẫn cho chị hay là mình cho chị? Cho cô kia. Dạ dạ rồi chị lấy giùm em nha. Rồi chị lấy một phần giùm em nha. Rồi một phần cô Dung thì cô Dung cũng lấy giùm con nha cô Dung. Dạ đây là rồi, cái gửi lại cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chúc Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe là trên hết. Dạ cảm ơn vợ chồng cái Phú luôn nghe. Dạ không có gì. Dạ. Rồi đây là cái phần quà cuối cùng, phần quà thứ 50 của bác anh chị là gửi cho cô chú Dung nè. Cô chú Dung thì cũng lúc trước ở nhà trọ, giờ thì cũng được nhà chùa cho được cái nhà. Đó thì bữa giờ cũng lên phim rất là nhiều của bác anh chị.
À, rồi thôi con chúc cô chú năm mới giờ sức khỏe nghe, làm ăn phát tài nha. Dạ dạ. Cô chú cứu vậy tất cả mạnh thường quân giờ giàu sức khỏe. Rồi rồi, cảm ơn cô chú ha. Dạ, cảm ơn mạnh. Dạ dạ, đó cô chú cũng mới đi bán hột quẹt rồi ba cái lau nồi, chùi nồi, chùi son gì nè. Đó rồi sẵn rồi cô chú ghé đây nhận quà về. Đó. Sáng bữa nào cũng vậy. Sáng cô chú đi khoảng chừng mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ là đi bán tới trưa hả? Bán tới 10 giờ 11 giờ mới về. Rồi một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô Kim Thủy đã có tấm lòng vàng gửi đến bà con cô bác ở xã là 50 phần quà. Xin chúc cô chú và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, luôn gặp vui mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye bà con cô bác.